Xin chào quý hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Để tiếp tục chia sẻ đến cho khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng chính chủ. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta, và căn nhà mình thì nằm trong một cái khu hai dãy nhà lầu đồng bộ, nhà cao tầng, nhà mới khá là đẹp, và chúng ta có một con hẻm cụt rất là an ninh. Và căn nhà này thì chỉ sau căn nhà mặt tiền có đường Lê Đức Thọ. Từ vị trí này mình di chuyển ra đến đường Lê Đức Thọ thì khoảng 50 mét thôi. Và mình sẽ trở lại với lại tiền chính của căn nhà chúng ta. Căn nhà này có diện tích là ngang 4m và độ dài 15m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng, 3 lầu. Công năng sử dụng của chúng ta là một sân để xe máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng tập giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà này là hướng chính nam, phù hợp với lại quý hàng thuộc mệnh đông tứ trạch, và giá của căn nhà này là 6.200.000.000 còn thương lượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu bằng sắt, hoa văn, nhũ đồng. Và tiếp đến mình có một khoảng sân khoảng 2m, chúng ta có thể để xe gắn máy. Và tiếp đến là mình có một bộ cửa chính được làm từ chất liệu bằng sắt, cắt CNC, rất là đẹp. Tiếp đến là khu vực phòng khách của chúng ta cũng như gara để xe hơi chúng ta. Thì chúng ta thấy là chủ nhà có ốp gạch đá cao lên khoảng 1m. Cho chúng ta, và hai bên chúng ta thấy là có những cái chỉ được chủ nhà đắp rất là tỉ mỉ cho chúng ta, cũng như chúng ta có những cái bức tranh khá là đẹp, và cùng với đó là hệ thống đèn trần trang trí bằng thạch cao. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực cầu thang của chúng ta. Cầu thang thì tay vịn cầu thang, trụ cầu thang thì được làm từ chất liệu gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương. Căn nhà của chúng ta được thiết kế rất là tỉ mỉ, cũng như hai bên cầu thang chúng ta có những mảng giấy dán tường trang trí rất là đẹp. Và khu vực tiến vào khu vực bên trong là khu vực phòng bếp của chúng ta. Phòng bếp của chúng ta thì toàn bộ được làm từ chất liệu gỗ cam xe, cũng như kệ bếp, tủ bếp, rồi tủ rượu. Và đèn trang trí của chúng ta, cũng như chủ nhà gắn chúng ta thêm một cái đèn chùm khá là đẹp. Và phía sau chúng ta có một cái khoảng sân phía sau, cũng như một cái bức tranh phía sau của khu vực giếng trời. Khu vực phía sân sau chúng ta có một cái lavabo rửa mặt phía bên ngoài, cũng như giếng trời phía sau, một cái giếng trời được thông từ sân thượng xuống tầng trệt, cho nên là rất là thoáng và mát. Cái bên chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt này, khu vực phòng khách và phòng bếp. Mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho quý hàng tham quan một căn nhà khá là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp. Và căn nhà này có diện tích là ngang 4m và độ dài 15m, được đúc kiên cố một trệt một lửng 3 lầu. Và căn nhà này đang có giá rất là mềm trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp ngày hôm nay. Căn nhà này chỉ có giá là 6.200.000.000 còn thương lượng. Đây là khu vực tầng lửng, và phía bên ngoài hành lang của căn nhà chúng ta có một cái bức tranh rất là đẹp. Và mình sẽ chiếu lại khu vực phía trước, chúng ta có một cái đèn chùm và hệ thống trần thạch cao khá là đẹp. Và căn nhà được chủ nhà thiết kế rất là tỉ mỉ. Và đây là không gian phòng khách thứ hai của căn nhà chúng ta.
Thì phòng khách này chủ nhà cũng có đóng sẵn chúng ta một cái tủ rượu phía sau, cũng như căn nhà này chủ nhà có làm thêm chúng ta một cái nhà vệ sinh phía sau, chúng ta có thể sử dụng làm phòng ngủ, phòng karaoke cũng như phòng sinh hoạt gia đình, khá là tiện lợi. Và phía sau chúng ta có một cái giếng trời, chúng ta lấy gió và ánh sáng khá là mát mẻ. Đây là nhà vệ sinh của tầng lửng, và mình sẽ quay từ bên trong ra để cho khách hàng tham quan về một cái căn nhà được anh chủ nhà đầu tư rất là tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, sát với lại chợ Sớm Mới cũng như đường Thống Nhất, Lê Đức Thọ, và rất tiện cho chúng ta, cũng như căn nhà này gần chợ Sớm Mới, siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng, trường học Phan Chu Trinh, Phan Tây Hồ cũng như trường học Nguyễn Du. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 1 của căn nhà chúng ta. Phòng ngủ số 1 thì cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe, và sàn của chúng ta thì được dán gạch giả gỗ rất là đẹp. Phía trước chúng ta có một cái cửa để đi ra ban công, hai cánh được làm từ chất liệu nhôm xin pha. Kế bên chúng ta có một cái cửa sổ cũng được làm từ chất liệu nhôm xin pha luôn, và rèm cửa cũng đã được chủ nhà may sẵn cho chúng ta. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, cũng như tủ quần áo cũng đã được chủ nhà đóng sẵn cho chúng ta. Mỗi căn phòng chúng ta có một cái nhà vệ sinh riêng biệt, và cái nhà vệ sinh của chúng ta thì là cực kỳ rộng. Chúng ta có là hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, massage, và gạch thì gạch bóng kính 30-60 được chủ nhà ốp lên kín tường như chúng ta. Cùng với đó là cửa được làm từ chất liệu nhôm xin pha, cửa màu trắng trang nhã và rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng thấy cửa cũng được làm từ chất liệu cửa gỗ cam xe. Và bên trong chúng ta thấy là chủ nhà cũng đóng cho chúng ta một cái tủ quần áo, cũng như kế bên thì chúng ta có một cái cửa sổ và một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho cái căn phòng số 2 của nhà mình. Nhà vệ sinh này chúng ta cũng thấy là được chủ nhà thiết kế là khá là rộng. Và chúng ta thấy có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, cũng như có những cái cửa sổ để mở ra cái phía giếng trời. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số 2 của căn nhà, cũng như phòng ngủ số 3 và số 4. Đây là khu vực hành lang phía bên ngoài, và mình sẽ di chuyển vào bên trong. Thì phòng ngủ số 3 và số 4 này thì nó cũng giống như phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Chúng ta cũng có là đầy đủ rèm cửa cũng như tủ quần áo. Và mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh riêng biệt, nhà vệ sinh khá là rộng. Chúng ta có vách ngăn tấm kính đầy đủ cho chúng ta. Và phòng ngủ số 4. Thì nếu quý khách hàng đang xem video của nhà đất Hoàng Tiến mà quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem nhà miễn phí, cũng như trang nhà đất Hoàng Tiến. Ngoài căn này ra thì nhà đất Hoàng Tiến đang còn có một số căn nhà đủ giá cả để cho quý khách hàng tham quan và lựa chọn.
Rồi giờ mình sẽ di chuyển lên phía trên là khu vực sân thượng của chúng ta. Đây là khu vực phía bên ngoài. Chúng ta có một cái sân thượng. Phía sau một cái phòng giặt phía sau cũng như sân phơi phía sau. Và di chuyển lại khu vực phía trước thì chúng ta có một cái phòng thờ khá là rộng, cũng như bên ngoài chúng ta có một cái sân phía bên ngoài. Và mình sẽ lướt qua cái khu vực bên ngoài cho quý khách hàng xem, cũng như căn nhà này nằm trong một cái khu hai dãy nhà lầu đồng bộ khoảng 50 căn, rất là đẹp và an ninh. Rồi nếu quý khách hàng quan tâm đến căn nhà này thì anh nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc truy cập vào nhà đất Hoàng Tiến. Một lần nữa, nhà đất Hoàng Tiến xin cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại quý khách.